Hey, xin chào anh em, chào mừng anh em đã đến với một cái video tiếp theo của Shoe Dog Shop. Ngày hôm nay như mình đã hứa, mình sẽ lên chân cái đôi Zoom Fly 5 này để mình chạy ngoài đường, để xem là cái cảm nhận thực sự của mình như thế nào nhé. Bây giờ mình sẽ lên chân cho anh em xem. Như vậy là mình vừa đã thử chạy cái con Zoom Fly 5 này trong khoảng 3 đến 4 cây. Và thực ra là đây là một con khá là mới nên mình mới chỉ trải nghiệm được một khoảng thời gian khá là ngắn. Tuy nhiên mình sẽ nói về cảm nhận đầu tiên của mình khi mà chạy Zoom Fly 5. Mình đã làm một video để có thể review qua về những cái đặc điểm của nó, về cách thiết kế. Ngày hôm nay thì mình đã trực tiếp trải nghiệm trên Zoom Fly 5 và trên tay mình hiện tại đang chính là size 42.5, là size của mình luôn. Và các bạn có thể thấy rằng như mình nói ngay phần đầu video thì nó khá là to so với cái kích thước cái cổ chân của mình. Và cũng như cảm nhận của mình luôn thì cái đôi này nó cũng to hơn rất là nhiều so với những cái gì mà mình tưởng tượng về một cái đôi giày mà size 42.5 mình hay chạy. Ví dụ mình hay chạy đôi Vaporfly Next 2 thì cái form của nó khá là gọn, tuy nhiên con này thì cái form của khá là to. Mình có thể để ý thấy, đang quay sát vào đây, cái phần đế nó sẽ rất là to. Và cái form của nó ở đây thì anh em cũng có thể thấy là với cái cách thiết kế như thế này thì mặc dù cái đặc điểm của nó sẽ ổn định hơn rất là nhiều và phù hợp với những anh em nào mà tạ người to hơn. Tuy nhiên thì với cái cảm nhận của mình thì mình thấy mình đã chạy Zoom Fly 4 rồi thì mình thấy Zoom Fly 5 có vẻ nặng nề hơn Zoom Fly 4 rất là nhiều. Nên là khi mà tăng tốc, khi mình cố gắng chạy những cái đoạn mà nhanh hơn thì mình cảm thấy là nó sẽ không thể nào thanh thoát được những đôi của Vaporfly Next. Và một cái đặc điểm nữa của Zoom Fly 5 đó là mình cảm thấy là khi mà landing, tức là khi mà tiếp đất ấy, nó mặc dù nó ổn định hơn. Nhưng mà nói thật với anh em là khi mà trải nghiệm cái đôi này mà để mà dùng cho những cái bài mà mình muốn cải thiện về tốc độ thì mình cũng sẽ không sử dụng Zoom Fly 5 cho cái bài tốc độ. Để có thể nói sâu hơn về cách những cái phần công nghệ của nó phía bên trong này thì mình có cảm nhận rõ ràng hay không, thì thực ra là nếu mà anh em đã từng biết thì cái công nghệ carbon ấy, nếu mà nói về cái độ hiệu quả của nó thì thực sự là bạn phải trải nghiệm nó trong một quãng đường dài hơn, ví dụ như 15-20 cây đổ lên. Còn với mình vừa trải nghiệm thử một cái đôi Zoom Fly 5 cho cái quãng đường 3-4 cây thì mình cảm thấy rằng là nếu mà lựa chọn cho một đôi chạy cự ly ngắn như vậy, mình vẫn chọn Pegasus 39 chứ không phải là dòng Zoom Fly 5 này. Độ thoáng khí của nó nhé, nếu mà anh em đã chạy Zoom Fly 3 chẳng hạn thì mình thấy là nó sẽ hơi bí khí một chút, đúng không? Bởi vì cái vải Vaporweave, còn đến với Zoom Fly 5 này thì nó đã làm một cái vải mesh khá là thoáng. Hiện tại ngày hôm nay mình chạy thì cảm thấy là không có gì là nóng ran chân lên cả, hay không cảm thấy bí khí gì cả. Thì đây một cái điểm khen cho Zoom Fly 5. Và một cái điểm về cái phần thiết kế bo gót như thế này, với Zoom Fly 4 thì chúng ta có chặn gót, nhưng đến với Zoom Fly 5 thì không cần cái phần chặn gót này, nhưng mình cũng không có cái cảm giác là bị hơi lỏng cổ chân như dòng Zoom Fly 3. Thú thật với anh em thì khi mà sử dụng những cái bài chạy dài ấy, bây giờ mình thường dùng đôi Vaporfly Next, còn mình sẽ không sử dụng những cái đôi như thế này. Nhưng mà đối với những anh em mà vẫn rất là ưa những cái dòng Zoom Fly 3 từ ngày xưa cho đến Zoom Fly 4 thì chúng ta vẫn có một cái trải nghiệm rất là tốt với dòng Zoom Fly của Nike. Còn đến với Zoom Fly 5 thì mình vẫn rất là mong chờ xem là cái ý kiến của anh em như thế nào về cái dòng mới của Nike. Bởi vì là khoảng thời gian vừa qua thì do dịch bệnh cũng như những cái thứ đó thì là những cái phiên bản Zoom Fly 3, 4, 5 nó ra khá là sát nhau, đặc biệt là Zoom Fly 4 và Zoom Fly 5 thì chúng ta thấy rằng nó gần như là ra cùng một thời điểm. Nên là khi mà anh em chạy Zoom Fly 4 nó chưa kịp hỏng thì đã ra Zoom Fly 5 rồi. Nên là mình nghĩ là cái đôi Zoom Fly 5 này sẽ dành cho những anh em nào mà mong muốn có một cái trải nghiệm nó tốt hơn, hay là mong muốn một cái gì đó nó mới hơn trong cái dòng training của Zoom Fly. Mình sẽ gặp lại anh em ở trong những cái video tiếp theo của Shoe Dog Shop. Ngày hôm nay thì mình đã làm qua một cái video để chạy ngoài đường với đôi Zoom Fly 5 này. Và Nike sẽ tiếp tục ra rất là nhiều bản màu khác của Zoom Fly 5, thì hy vọng là anh em sẽ có một cái sự lựa chọn tốt hơn trong cách phối đồ. Nhưng ngày hôm nay anh em có thể thấy rằng là với cái áo màu chuối như thế này, cũng như là một cái phần màu cam chuối như thế này và màu xanh ngọc, thì chúng ta đã có một cái outfit khá là ổn cho cái bài tập chạy dài hay là đi long run. Ngoài những cái dòng giày thì mình sẽ có những cái phụ kiện như thế này mình đang mặc trên người. Nó có tên là Aero Swift. Nó là một dòng siêu nhẹ, mặc vô cùng sướng, thoát mồ hôi nhanh.
thoát nước nhanh để anh em có thể diện vào để có thể đi race. Và cảm ơn anh em và hẹn gặp lại anh em trong những video tiếp theo của Sherlock Shop mình nhé.